Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Tập 429 lão pháp sư chuyển ngữ cự lan biên tập minh trí thời gian ngày 5 tháng 7 năm tháng bảy năm hai nghìn lẻ một địa điểm tịnh tông học hội singapore xin dở bản kinh xem Kỵ tụng thần chủ phương Bài thứ 9 Nhất thiết trí địa Vô hữu biên Nhất thiết chúng sanh Chủng chủng tâm Như lai chiếu kiến Tất minh liệu Thử quảng đại môn quán thế nhập tôn thứ chín là phổ quán thế nghiệp chủ phương thần pháp môn ngài tu học là quán sát nhất thiết thú sanh trung chủng chủng nghiệp giải thoát môn trong phần trước Chúng ta đã đọc. Chủ phương thần là các loại nghề khác biệt của tất cả chúng sanh. Cứ như thế ứng cư giáo hóa tự lợi lợi tha thành vô thượng đạo. Chúng ta nhìn từ trong tán tụng của ngài. Biết đây đều là thị hiện của chư Phật Như Lai. Câu thứ nhất vàng nhất thiết trí địa vô hữu biên ở đây nhất thiết trí địa ý nghĩa câu này là trí tuệ viên mãn nhất thiết trí đạo chủng trí nhất thiết dụng trị thấy đều trọn đủ thể tánh của trí tuệ không có ngàn mẹ tướng trạng của trí tuệ cũng không có ngàn mẹ tác dụng của trí tuệ cũng không có ngàn mẹ Tại sao? Đó là đức tương vốn đủ trong tự tánh. Trong kinh Đại thừa thường nói: Những phi chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng tự tánh vốn đủ trí tuệ bát nhã đó là thể của nhất thiết trí tự tánh vốn đủ đức năng vô lượng vô biên ấy là tác dụng của trí tuệ tự tánh vốn đủ tướng hảo vô lượng vô biên ấy là hiện tướng của trí tuệ tóm lại mà nói về câu này chẳng lìa nhất thiết trí do đó có thể biết chúng ta học phật là học gì mục đích học phật chính là nằm ở đây Trong tất cả kinh luận Nói cho chúng ta một mục tiêu Là A Nậu Đa La Ta Miểu Ta Bồ Đề Câu này cũng là âm dịch phản văn Ý nghĩa cũng rất rõ ràng Đó là thuộc về tôn trọng không dịch Ý nghĩa câu nói này là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là nhất thiết trí địa. Cho nên mục đích học Phật là ở đâu? Tóm lại chúng ta phải rõ ràng. Học Phật là cầu trí tuệ chân thực. Giác ngộ chân thực không phải cầu gì khác Trí tuệ hiện tiện Đức dụng của nó là Quảng đại vô biên Dự kiến chúng sanh Chủng chủng tâm Như lai chiếu kiến tất minh liễu nhất thiết chúng sanh nói tiểu vũ trụ chính là thân tâm của mình thân tâm mình là nhất thiết chúng sanh chủng chủng tâm Thật sự là quá khứ vô thủy dị lai vô chung Ý nghĩa được khởi trong tâm Là chủng chủng tâm Phật Bồ Tát vì chúng sanh giảng kinh thuyết pháp quy nạp nhất thiết chúng sanh chủng chủng tâm thành tám thức năm mươi mốt tâm sở còn phải thêm hai mươi bốn bất tương ưng đó là cách nói quy nạp triển khai, khai bất cứ pháp nào đều là không có ngàn mẹ vô lượng vô biên người mê họ không biết người mê Tùy thuận chủng chủng tâm của mình Chủng chủng tâm khởi tác dụng Chính là tạo nghiệp Tại sao không có trí tuệ Phật Bồ Tát trí tuệ hiện tiền Giác liệu Giới thiết chúng sanh chủng chủng tâm Chỉ cần giác liệu Giác là giác ngộ Liễu là thấy rõ Cứ giác liễu thì Họ không tạo nghiệp Không những không tạo nghiệp Mà họ thành tựu công đức vô lượng vô biên Pháp tướng Tông nói Nói rất có ý vị Chuyển tám thức thành bốn trí Tám thức tâm tâm sở chuyển hết thảy Chuyển A Lại già làm đại viên kính trí Đại viên kính trí chính là câu thứ ba đã nói ở đây Như Lai chiếu kiến tất minh liễu Đó là đại viên kính trí Vậy chủng chủng tâm khởi tác dụng Là bất khả tư nghị Mạc na thứ khởi tác dụng Là tánh bình đẳng hiện tiền Tánh bình đẳng hiện tiền là địa dễ gì? Như lai quả địa phật trong tất cả kinh luận thường thường giảng cho chúng ta nhân tâm của mười pháp giới đương nhiên nhân duyên thì vô lượng vô biên nhưng nhân tố đệ nhất quan trọng nhất là gì nhân tố đệ nhất của phật là tâm bình đẳng chuyển mạc na thức làm bình đẳng tánh trí mạc na là gì mạc na là ngã chấp mạc na là tự tư tự lợi hạ thủ công phu phải hạ từ đâu hạ thủ từ chỗ này Không có ngã chấp nữa Là người này giải thoát rồi Giải phải nói thế nào Phiền não kết phược giải khai rồi Thoát là gì Thoát ly lục đạo Thoát ly mười pháp giới Đó gọi là giải thoát nếu không chuyển mạt na đi thì các vị làm sao giải thoát? Các vị bị phiền não triền phược, các vị chắc chắn trong lục đạo luân hồi, cho nên tu hành dụng công, công phu hoàn toàn là chuyển ở thức thứ bảy, chuyển mạt na làm bình đẳng tánh trí tâm chúng ta đối với mọi người mọi sự mọi vật là bình đẳng thì giải thoát còn không bình đẳng còn có ta đúng người sai thì các vị khẳng định là luân hồi cho nên các vị phải hiểu tám thức năm mươi mốt tâm sở là tâm luân hồi dùng tâm này học phật vẫn là tạo nghiệp luân hồi nói như vậy học phật có điểm gì tốt hà tất phải học phật học phật vẫn là có điểm tốt dùng tâm luân hồi học phật không đọa ba đường ác Các vị đời đời kiếp kiếp Có thể hưởng phước trong ba đường thiện Quả báo các vị được là thiện Là các lợi Tâm luân Hội Nếu không cầu giác thì vẫn là tùy thuận tập khí phiền não của mình Không ai là không đọa ba đường ác Trong kinh Đại Thừa Phật thường nói Lúc nổi lúc chìm Tất cả chúng sanh Không ra khỏi lục đạo luân hồi Khẳng định thời gian trong ba đường ác dài thời gian trong ba đường thiện ngắn phật tổ có tỷ dụ ba đường ác trong lục đạo chúng sanh là quê hương của họ ba đường thiện là ngày nghỉ ra ngoài du lịch thăm thú thời gian du lịch thăm thú ngày nghỉ rất ngắn Các vị tóm lại cứ dài dài sống ở quê hương Hiện tượng này rất đáng sợ à. Người giác ngộ chân chánh Họ nhất định là hạ quyết tâm Liễu giải sanh tử xuất tam giới Nhất định phải hạ quyết tâm này Không để luân hồi nữa Đó mới gọi là giác ngộ chân chánh Nếu còn tham luyến lục đạo luân hồi Tham luyện phước báo nhân thiên Thì điều này Phật Pháp gọi là tiểu giác Giác ngộ rất nhỏ Nói nghiêm túc thì không phải là giác ngộ chân chánh Giác ngộ chân chánh mới thấy rõ lục đạo là khổ phước báo nhân khiên là hoại khổ hành khổ người không có phước báo thì họ phải chịu đựng khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, ba loại khổ đều phải chịu. một số chúng sanh tu phước trong lục đạo. thì khổ khổ của họ giảm nhẹ. họ tránh khỏi được nhưng Ngoại khổ hành khổ Thì họ không sao lìa khỏi được Cho nên trong Đại Kinh Đức Phật nói Tam giới thấy là khổ Chúng ta phải biết Như vậy mới thật là giác ngộ chân chánh phải biết rất rõ ràng rất minh bạch không thể nói tôi biết đại khái là có thể được rồi A à la hán biết chi Phật chỉ biết một sự đại khái tri pháp tổng tướng nhưng họ cũng có thọ dụng tương đối Vì não chướng nhẹ rồi Nhưng sở tri chướng nặng Vì sao? Vì đối với mọi hiện tượng Họ không thấy rõ Nhất thì chúng sanh Chúng chủ tâm nói ở đây Họ không thấy rõ Họ chỉ biết chúng chủng tâm đều là vọng tâm chúng chủng tưởng đều là vọng tưởng cho nên phương pháp họ tu hành rất giản đơn đã là vọng tưởng rồi đã là giọng tâm rồi là tiêu tùng buông xuống hết thảy họ liền có thể chứng quả a la hán chúng ta ngày nay không thể chứng đắc chính là gì không buông xuống không buông xuống thì các vị không thể chứng đắc buông xuống thì các vị có thể chứng đắc cho nên phật xưng các vị ấy là chánh giác Còn xưng phàm phu trong lục đạo Cho dù học Phật Cũng gọi là tà giác Vì sao? Vì trong giác vẫn xen tạp tà kiến vào bên trong Thì gọi là tà giác Tà kiến là gì? Tự tư tự, tự lợi Ta đúng ngươi sai Tham sân si mạng kiến giải này là tà kiến tư tưởng này là tà tư hành vi này là tà hành cho nên các vị trong giác có xen lẫn tà kiến tà tư tà hành đó gọi là tà giác a à, la hán có thể buông xuống cho nên giác của ngài gọi là chánh giác lời phật nói thật là đấng như ngữ hoàn toàn nói chân tướng sự thật không có thêm một chút ý kiến của mình vào trong cũng không giảm bớt một phần lời nói hoàn toàn tương ứng với chân tướng sự thật đó gọi là như ngữ giả chúng ta phải nên thể hội kéo giảng nghĩa rộng ra mà nói thì tất cả chúng sanh là tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới Chúng ta gọi đó là Đại Vũ Trụ Thực tại mà nói Tình trạng phức tạp của tiểu vũ trụ Với Đại Vũ Trụ là bằng nhau Thật là chẳng tăng chẳng giảm là một chẳng phải hai tại sao tiểu vũ trụ đại vũ trụ đều là do tự tánh biến hiện ra duy tâm sở hiện duy thức sợ biến đạo lý này rất sâu rất sâu tất cả chúng sanh hư không pháp giới từ tam đồ lục đạo mười pháp giới đến nhất chân pháp giới như lai thấy thấy soi thấy biết rõ hết Thích Ca Mâu Ni Phật Vì chúng ta thuyết Pháp 49 năm Giảng kinh hơn 300 hội Chính là giảng điều này Điều nói ra là thật tướng của các Pháp mà thôi Trong thật tướng của các Pháp Bao gồm các loại tâm của tất cả chúng sanh Vấn đề hiện tại Chúng ta phải làm sao khế nhập Mới chân tránh được thọ dụng Phải nghĩ ngợi kỹ càng Có thể khế nhập thế nào Trong kinh Phật nói rất nhiều. Chúng ta thấy trong Hoa Nghiêm biết bao vị Phật Bồ Tát. Khi hiện nhiều loại thân phận khác nhau. Diễn thuyết các loại pháp môn khác nhau. Bất kỳ pháp môn nào Cũng đều có thể khế nhập Đường lối tuy nhiều Gọi là tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng vô biên pháp môn Chúng ta Vừa thấy đã như qua mắt chóng mặt rồi Thực tế thì pháp môn nhiều đi nữa Nguyên tắc chỉ là một thôi chỉ cần nắm được nguyên tắc thì khế nhập không khó thời gian của chúng ta trong một đời này là đủ rồi cương lĩnh nguyên tắc ấy là gì Chư gia đại sư dạy cho tôi Nhìn thấu buông xuống Đây là Pháp môn bất nhị dẫn chúng sanh tu hành chứng quả Nhìn thấu là gì? như lai chiếu kiến tất minh liễu đó là nhìn thấu tại sao chúng ta không nhìn thấu vì chúng ta không có trí tuệ trí tuệ là tự tánh của chúng ta vốn dĩ trọn đủ tại sao không có chứ không có ở đây là nói hiện tại trí tuệ hiện tại không hề có trí tuệ chẳng có sanh diệt trí tuệ không có đoạn thường vì sao chúng ta trí tuệ hiện tại không có phật giảng cho chúng ta trí tuệ hiện tại đã bị chướng ngại rồi bị thứ gì làm chướng ngại phật giảng cho chúng ta bị kiến tư phiền não chướng ngại rồi trong câu kiến tư phiền não này có hàm nghĩa rất sâu Kiến tư là phiền não Ngoại trừ kiến tư ra Còn có trần xa phiền não Còn có vô minh phiền não Nói kiến tư phiền não ở đây Là đều bao quát luôn cả ba loại phiền não này vào Ba chứa ngại nặng nề Khiến trí tuệ đức năng tướng hảo của chúng ta đều không thể nào hiến tiền phật hiện nhiều loại thân nói nhiều loại pháp mục đích là khơi gợi chúng ta để chúng ta nhìn thấy nghe được thì có sự giác ngộ gương giác ngộ là gì là buông xuống các vị phải biết buông xuống một cách chân thật thì liền giác ngộ rồi chưa buông xuống là còn chưa giác ngộ chưa giác ngộ hay nói cách khác là trí tuệ của các vị không thể hiện tiền đức năng của các vị không thể hiện tiền tướng hảo của các vị cũng không thể hiện tiền các vị buông xuống một phần thì các vị được một phần trí tuệ đức năng tướng hảo của các vị khôi phục được một phần Các, các vị buông xuống hai phần Thì các vị được hai phần Phải biết Trí tuệ tướng hảo vốn đủ của tự tánh Là vô lượng vô biên Do đó có thể biết Vô lượng vô biên Phiền não kiến tư trần sa vô minh Chúng ta phải buông xuống hết thảy Trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói hay lắm Nhớ thiết chúng sanh giai hữu như lai trí tuệ đức tướng đảng dĩ vọng tưởng chấp trước nhi bất năng chứng đắc vọng tưởng chính là vô minh phiền não chấp trước chính là kiến tư phiền não lượt bớt ở giữa đi ở giữa còn có một trần sa phiền não ấy là phân biệt vậy chúng ta thấy rõ dần dần đoạn phiền não là đoạn từ đâu là ngay trong đời sống thường nhật xử sự, sự đãi người tiếp vật buông chấp trước xuống các vị đang làm công phu đoạn chiến tư phiền não các vị làm thật Buông phân biệt xuống Các vị đang đoạn trần xa phiền não Buông vọng tưởng xuống Các vị đang đoạn vô minh phiền não Phiền não đoạn một phần Nãy mới vừa nói Trí tuệ vốn đủ của tự tánh thấu một phần Năng lực vốn đủ của tự tánh thấu một phần Tướng hảo vốn đủ của tự tánh lại thấu một phần Đó là đạo lý nhất định Cho nên học Phật Phải làm thật Không làm sao được hồi trước tôi ở miami bên mỹ giảng kinh miami có một số người kỳ lạ người trung hoa gọi là công năng đặc dị chúng ta gọi chung là người có thần thông nhìn thấy hình chụp của lão cư sĩ hạ liên cư nói thân thể của người này là thấu sáng người bình thường chúng ta thân thể là không thấu sáng thân thể của ông là thấu sáng đó là đạo lý gì phiền não nhẹ Chúng ta không dám nói Ông đoạn tận phiền não Phiền não đoạn tận rồi Ông ấy là như lai quá thân đến Có khả năng Chúng ta không tài nào chứng thực Chư Phật Bồ Tát Thân thể đều là thấu sáng Không có chứa ngại Thân thể của chúng ta là tối đen Nguyên nhân là gì? Ba loại phiền não Kiến từ trần sa vô minh Do vậy không thấu sáng Người thấu sáng Hiểu rõ sự không thấu sáng Họ chẳng thấu sáng Người thấu sáng mới nhìn Cũng có thể thấy thông suốt Như nội tạng trong thân thể của chúng ta Mắt thể thông thường chúng ta không thấy rõ Nhưng bằng x quang thì thấy rõ ràng Thấu thị Người thấu sáng Họ có năng lực thấu thị Người thấu sáng không có gì khác là tâm thanh tịnh. Không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Không có phân biệt, không có chấp trước. Năng lực của họ bèn hiển tiền. Đó là công phu. Là chân công phu chúng ta phải nên học tập nhìn xem các vị có thể buông xuống không mấu chốt là ở buông xuống được chủng chủng tâm đều phải buông xuống tâm chấp trước, tâm phân biệt, tâm vọng tưởng, ba thứ này là nói chung. Nếu nói kỹ thì tâm ngu si, tâm cống cao ngã mạn, tâm tật độ chứa ngại. Tâm nhân ngã bất bình Tâm tham mà không chán Tâm tự tư tự lợi Tâm tổ người lợi mình Nói chẳng tận Chúng ta có hay không? Chúng ta có tất cả phàm phu đều có trong đó chỉ có khác biệt về nhẹ nặng rộng hẹp thôi nếu các vị không có thì các vị là thánh nhân các vị không phải là phàm phu phàm phu có thể thành thánh chỉ cần đem chủng chủng tâm buông xuống sau khi chủng chủng tâm buông xuống Chính là nhất tâm Cương lĩnh tu hành của tỉnh Độ Tông là gì? Kinh Di Đà nói hay lắm Nhất tâm bất loạn tâm bất điên đảo nhất tâm bất loạn là tự tánh vốn định trong kinh lăng nghiêm giảng là thủ lăng nghiêm đại định trong kinh hoa nghiêm đã nói là sư tử phấn tấn tam muội danh tự giảng trong ba bộ kinh không giống nhau nhưng thực tế là cùng một chuyện cho nên chúng ta tu học là học gì nhất tâm bất loạn nếu là có chủng chủng tâm thì tâm các vị đương nhiên là loạn Đâu chỉ là ba tâm hai ý thôi Ba tâm là chỉ a lại gia mạc na Ý thức Hai ý là chỉ mạc na và ý thức Mạc na là ý căn Thức thứ sáu là ý thức Ba tâm hai ý Phàm phu dùng ba tâm hai ý Bồ Tát dùng nhất tâm bất loạn Người nhất tâm bất loạn biết ba tâm hai ý Người ba tâm hai ý không biết nhất tâm bất loạn Cho nên Từ tổng cương lĩnh tổng nguyên tắc mà giảng Thì chỉ như vậy thôi chúng ta không thể không biết tu ở đâu chính là tu trong đời sống thường nhật sáu căn của ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài mắt thấy sắc tay nghe thanh không lìa khỏi cảnh duyên Thuận cảnh nghịch cảnh, hiện duyên ác duyên không có lìa khỏi là tu hành. Ở đó luyện công phu. Trong đó Ở trong đó tu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm Chuyển cảnh giới Đem tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta Buông xuống Chuyển biến thành nhất tâm Nhất tâm là chân tâm Bất loạn là tuyệt không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu Bên ngoài là cảnh giới ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài sắc danh thực thụy. Lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Nội bất động tâm Chính là nhất tâm Thể động là nhị tâm Là ba tâm hai ý Ngoại bất trước tướng Thực tại mà nói Chính là hai câu Trong kinh Kim Cang Đức Thế Tôn dạy Tu Bồ Đề Bất thủ ư tướng Như như bất động Ấy là các vị đúng rồi bất thủ ư tướng chính là bất loạn giảng trong kinh di đà như như bất động chính là nhất tâm giảng trong kinh di đà nhất tâm bất loạn tu ở đâu không phải ở niệm phật đường niệm một câu danh hiệu a di đà phật có thể tu thành không phải là ngay trong đời sống thường nhật Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận, luyện công phu trong sự ẩn mình. Yên phận. Cho nên nói pháp luân công không phải là công. Tại sao nói nó không phải là công? Vì họ nói họ là số một Họ chí cao vô thượng Chư Phật Bồ Tát Những bậc thần thánh trong các tôn giáo Đều không bằng họ Điều đó sai rồi Chúng ta nghe là hiểu ngay Họ vẫn là Thuộc về Tà tri tà kiến tà hạnh Cho dù có giác thì họ là tà giác Không phải là chánh giác Vì sao? Vì chánh giác là bình đẳng Trong chánh giác không có lớn nhỏ Cho nên Phật Pháp là chánh giác Vì sao thấy được Phật Pháp là Pháp môn bất nhị Đó thật là thuần chánh Vô tà Thuần chánh Vô vọng Phật Pháp là Pháp bất nhị Chân vọng tà chánh phân chia Từ chỗ này trong phật pháp không có đối lập nó là thống nhất chứ không phải là phân lập nó là nhất nguyên chứ không phải là nhị nguyên trong kinh phật thường nói Sanh Phật bất nhị Sanh là chúng sanh Chúng sanh với Phật chẳng hai Chúng sanh với Phật bình đẳng Không có cao thấp Đó là Phật Pháp Đó là giác ngộ Mới có phân biệt là có cao thật. là có chân vọng. là có tà chánh. Thế là sai rồi. Sai ở chỗ nào? Chạy với chân tướng sự thật chân tướng sự thật không như vậy chân tướng sự thật là bình đẳng chân tướng sự thật là chẳng hai gọi là pháp môn bất nhị chúng ta cứ nghĩ xem thời nhà đường Thiền tông lục tổ huệ năng Lúc ở Quảng Châu Chiến diện với Pháp Sư Ấn Tông Pháp Sư Ấn Tông thỉnh giáo với Ngài Hỏi Hoàng Mai Ngũ Tổ Đối với thiền định giải thoát Là khai thị thế nào? Câu trả lời của lục tổ hay tuyệt Ngài nói thiền định giải thoát là nhị Pháp Nhị Pháp không phải là Phật Pháp Phật Pháp là Pháp bất nhị Ấn Tông vừa nghe nói Thì đại ngộ Hay nói cách khác Chư Phật Bồ Tát giảng Với chúng sanh thiên định Là gì Giải thoát là gì Thì đó là phương tiện thuyết Là tùy thuận chúng sanh thuyết Đó chính là trong Phật Pháp nói rằng Phật y nhị đế thuyết Pháp Đó là tùy tục đế Hay nói cách khác là tùy thuận tri kiến chúng sanh mà nói Chứ không phải tùy thuận chân tướng sự thật mà nói Nếu tùy thuận chân tướng sự thật mà nói Ấy là pháp bất nhị Tại sao là pháp bất nhị Theo chân tướng sự thật Trong đó chắc chắn Không có giọng tưởng phân biệt chấp trước Hệ rơi vào giọng tưởng phân biệt chấp trước Đó là nhị Pháp Nhị Pháp không phải là Phật Pháp Câu này giảng ra sau Nhị Pháp không phải là Pháp giác ngộ Các vị phải ghi nhớ chữ Phật này Phật là giác, giác ngộ Bất thị Phật Pháp Chính là không phải phương pháp giác ngộ phật pháp thì bất nhị pháp chính là pháp giác ngộ là pháp bất nhị các vị nếu muốn chân chánh cầu giác ngộ thì các vị phải dùng pháp bất nhị các vị sẽ giác ngộ các vị sẽ khai ngộ một đếp tu học phật pháp đó là giác ngộ không phải ở phân biệt danh tướng Không phải ở giải thích sự tướng Không phải đâu Nó dạy các vị giác ngộ Các vị thử nghĩ xem Huệ năng đại sư vấn đáp với Pháp sư Ấn Tông Hàm nghĩa trong đó sâu lắm Di diệu biết bao Đó gọi là thuyết pháp chân thật Chúng ta có thể thể hội được sao Tông môn tổ sư giảng Ngươi biết sao thật sự thể hội được thì cứ lấy đại một pháp nói ngang nói dọc nói dài nói ngắn đều là phật pháp người chưa ngộ nhập người không biết thì chiếu theo lời thích ca mâu ni phật giảng dạ. một câu một chữ đều không nói sai hết như cái máy thu âm của chúng ta bây giờ vậy ghi lại hết toàn bộ lời nói không hề sai sót chút nào nói lặp đi lặp lại ấy cũng không phải là phật pháp tại sao máy thu âm không giác ngộ các vị cứ quan sát cứ thể hội kỹ lưỡng ý nghĩa này chúng ta học phật học giảng kinh thuyết pháp không thể học thành máy thâu âm ấy là các vị sai rồi các vị là phải học điều gì các vị phải học giác ngộ nếu học giác ngộ thì tại sao không tìm ra nguyên nhân của sự bất ngộ đem nhân tố không giác ngộ ấy tiêu trừ đi các vị không phải giác ngộ sao Nguyên nhân không giác ngộ chúng ta không tìm được Phật gì chúng ta nói ra Là vọng tưởng phân biệt chấp trước Lời này nếu vẫn không hiểu Thì tôi nói thô tục nhất vậy trong đời sống thường nhật, các vị cứ tùy thuận tập khí phiền não của mình. Cho nên các vị chẳng giác. Các vị nghe kinh cũng chẳng giác. Các vị nghiên giáo cũng chẳng giác. Các vị niệm Phật tham thiền cũng chẳng giác. Bất kể các vị làm gì các vị đều sẽ không giác ngộ nguyên nhân là gì cánh cửa giác ngộ của các vị bị đóng bích rồi thứ gì làm đóng bích vậy chính là tập khí phiền não của các vị nếu các vị gỡ thứ đóng bích cánh cửa này ra thì cánh cửa này thông suốt rồi là các vị giác ngộ không chịu bức nhổ sự đóng bích của mình thì làm sao các vị thầm suốt làm sao các vị khai ngộ loại công phu này gọi là buông xuống buông phiền não của mình xuống buông tập khí của mình xuống Cổ đại Đức thường nói Buông thành kiến của mình xuống Các vị khơi thông động bích Các vị mới có thể ngộ nhập Đó gọi là chân tu hành Gọi là chân công phu Làm ở đâu Trong đời sống thường nhật Từng tí từng tí Đều không bỏ qua Ăn cơm Là lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước ăn rau này là bình đẳng khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì ăn rau này không bình đẳng rau này ăn ngon rau kia ăn không ngon rau này hợp khẩu vị rau kia không hợp khẩu vị đây là gì đây là vọng tưởng phân biệt chấp trước ăn cơm à, Uống được. nước Theo phong cách văn nhân <laughs> nhã sĩ Đều là giọng tưởng phân biệt chấp trước ngày nào họ mới có thể giác ngộ đây ngày nào mới có thể buông xuống chủng chủng tâm nhất tâm hiển tiền nhất tâm là chân tâm chủng chủng tâm là vọng tâm nhất tâm không có phân biệt không có vọng tưởng Không có chấp trước Tâm ấy gọi là nhất tâm Có vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì không phải là nhất tâm Nhất tâm Trong tỉnh Độ Tông Chia ba bậc Lý nhất tâm Sự nhất tâm Công phu thành phiến Công phu thành phiến Là còn cạn hơn sự nhất tâm Người niệm Phật không thể không biết Chúng ta với tất cả Pháp thế xuất thế gian Buông xuống chấp trước Không chấp trước Là đắc công phu thành phiến Các vị còn có chấp trước Thì công phu thành phiến làm sao có thể đạt được Công phu thành phiến nếu nói theo lời của thiên thai Là nhất tâm quán hành tức Quán hành nhất tâm Chấp trước đoạn rồi xác thực không có, còn có phân biệt. Phân biệt chưa đoạn. Nhưng chấp trước quả thực không có là tương tự nhất tâm. Tất cả pháp thế, suốt thế gian phân biệt cũng không có. không phân biệt không chập trước lúc này là phần chứng nhất tâm đó chính là lý nhất tâm Đến vọng tưởng cũng đoạn tận Ấy là cứu cánh nhất tâm Là cứu cánh nhất tâm Trong lý nhất tâm Vì vậy Phật giảng cho chúng ta Bốn độ ba bậc Chính phẩm thế giới Tây Phương Bốn độ ba bậc chính phẩm Là nói căn cứ vào đâu Chính là nói căn cứ vào đạo lý này vì vậy chúng ta buông xuống sau khi buông xuống phải buông xuống nữa buông xuống cũng phải buông xuống chúng ta mới có thể chứng đắc lý nhất tâm bất loạn nhất định phải biết chủng chủng tâm là sai lầm chủng chủng tâm là phải nên xả chúng ta xả thì chúng ta thành tựu sau khi chúng ta thành tựu còn phải giúp đỡ những người vẫn chưa thành tựu vì họ diễn nói ta phải làm gương cho họ thấy để họ nhìn nghe được từ từ họ cũng giác ngộ cũng quay đầu đó gọi là độ tha Vì vậy Tự độ với độ tha Là một chẳng phải hai Đó là giác Nếu tự độ độ tha là nhị pháp Nhị pháp ấy vẫn là chẳng giác Tự độ với độ tha Chắc chắn là một Chẳng phải hai Tự tha bất nhị Kế nhập đến cảnh giới này Các vị mới thật sự hiểu được Kinh Phật giảng là Pháp Pháp giai như Pháp Pháp giai thị Do vậy câu thứ nhất mở đầu Kinh Phật là như thị ngã văn Câu nói này ý nghĩa sâu lắm Sâu lắm Tất cả Pháp Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói Suốt 49 năm là nói gì Là nói như thị Bồ Tát nghe Pháp tu hành chứng quả Đấy là ngã văn Ngã văn như thị Như thị ngã văn Lời này ý vị vô cùng Chúng ta có thể thể hội sau có thể thể hội mấy phần cho nên nhất định phải không ngừng nâng cao đi lên cuộc đời này mới thật sự có ý nghĩa chỉ cần đem giá đem trí không ngừng nâng cao hướng lên Thì tự nhiên chúng ta Có thể chung sống hòa một Với tất cả chúng sanh Phải trắc nghĩ mình Trong Phật Pháp Có thành tựu bao nhiêu Thực tại nói là Trong đời sống thường nhật chung sống với tất cả chúng sanh các vị có thể chung sống hòa một với tất cả chúng sanh là các vị giác ngộ thật có thể chung sống với người này nhưng không thể chung sống với người kia là các vị chưa giác các vị vẫn mê hoặc điên đảo các vị vẫn là chúng sanh tạo nghiệp vì sao các vị dùng chủng chủng tâm nếu các vị dùng nhất tâm thì người nào không thể chung sống chúng sanh nào không thể chung sống nhất tâm là chân tâm Dùng giọng tâm thì Đối với tất cả chúng sanh Nói lời lão thật là đến cuối cùng đều không thể chung sống Lúc có thể chung sống là lúc nào Lúc lợi hại tương đồng Các vị có thể chung sống hòa mục Đến ngày nào không có lợi hại Thì không thể chung sống Chẳng như chân tâm Trong chân tâm chẳng có lợi hại Cho nên vĩnh viễn Đều có thể chung sống hòa mục Chư Phật Bồ Tát Đối với tất cả chúng sanh Mười Pháp giới Đều có thể chung sống Không có phân biệt Không có đối lập Không có lợi hại phàm là không thể chung sống tóm lại là xung đột lợi hại xung đột đối lập tóm lại là phát sinh ở những chỗ này những điều này đều là hư vọng chẳng thật vậy chúng ta thấy rõ giọng có xung đột chân chẳng có xung đột bồ tát đối với tất cả chúng sanh là tâm chân thành Quả thật là chân thành Thanh tịnh Bình đẳng Chánh giác Từ bi Xong chúng sanh Đối với Bồ Tát Thì như thế nào Là hư ngụy Ô nhiễm Bất bình Ngô si Tự tư Đó chính là Trong kinh Phật thường giảng Phật bất độ vô duyên chi nhân Vô duyên là gì? Chúng sanh bài xích Thì Phật không giúp đỡ được Không thể giúp được họ Chúng sanh không bài xích Phật Pháp Thì gọi là hữu duyên Vì vậy hữu duyên vô duyên Không ở về phía Phật Mà ở về phía chúng sanh Hữu duyên vô duyên là chúng sanh nói Không phải Phật nói Trong kinh Phật giảng như vậy Là Phật tùy thuận chúng sanh nói Phật nghe chúng sanh nói Trong tâm Phật không thể nào Có hữu duyên vô duyên Vì sao? Vì nếu hữu duyên vô duyên Ấy là nhị Pháp nhị pháp không phải phật pháp trong phật pháp đâu có nhị pháp này chúng ta phải hiểu đạo lý này đừng oan uổng cho phật bồ tát Phật Bồ Tát quả thật vô tâm, vô vọng tâm, chính là không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quả thật là không có. Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước là tâm thuần chân. Đây vẫn là chúng tôi phương tiện nói. Tại sao? Vì nếu chúng ta nói một sự thuần chân, đối mặt thuần chân còn có một sự thuần giọng ấy là nhị pháp. Cho nên Phật pháp chân chánh là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt. Đó là Phật pháp chân chánh. Có thể nói ra được thì không phải Phật pháp chân chánh. Phật pháp chân chánh là không nói ra được không những không nói ra được mà cũng không thể tư duy vì sao vì rơi vào trong tư duy là rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước phật pháp ở chỗ nào ý nghĩa này không thể không hiểu không thể không biết nếu các vị không hiểu nếu là không biết thì các vị mãi mãi không đạt được phật pháp các vị mãi mãi không học được phật pháp cho nên các vị nhất định phải hiểu nhất định phải biết trong đời sống thường nhật làm thế nào hệt như giới phật bồ tát phân biệt diệt phi ý đó là đúng chấp trước diệt phi ý quý không phải trong lòng mình có phân biệt chấp trước thật không có quá thật không có tùy thuận chúng sanh tùy thuận phân biệt của chúng sanh mà phân biệt Tùy thuận chấp trước của chúng sanh Mà chấp trước Chính mình quả thật không có Phân biệt chấp trước Trong lòng mình không có Chân vọng Không có tà chánh Không có thị phi Không có thiện ác Một pháp chẳng lập Trong đàn kim giảng Bổn lai vô nhất vật Chúng ta lại đổi cách nói khác Bổn lai vô nhất niệm Một niệm đều không có Ấy là chân tâm toàn thể hiển tiện Chân tâm toàn thể khởi dụng Đây chính là nhất chân Pháp giới Trên quả địa như lai Được giảng trong kinh là thật báo trang nghiêm độ thật là chân thật vì họ là chân tâm họ là nhất tâm nhất tâm hiện báo độ thì gọi là thật báo trang nghiêm độ phật gì chúng ta nói trí tuệ đức tướng vốn đủ hiện tiền viên mạng chúng ta chẳng nhập cảnh giới này thì học phật không phải đã uổng phí rồi sao bí quyết nhập cảnh giới này chính là buồn xuống tất cả buồn xuống thật Sau đó lại xem Tam Tạng Kinh Điển Thích Ca Mâu Ni Phật Đã giảng suốt 49 năm Giảng điều gì? Giảng là sự tình trong nhà ta Từng tí từng tí Sự tình trong nhà ta Làm sao ta không biết lúc này các vị mới thật sự liễu giải chân thật nghĩa như lai, thì không phải nguyện giải nguyện là các vị có nguyện vọng, các vị còn chưa từng giải, các vị thật sự giải rồi thì không phải chuyện bên ngoài toàn là chuyện trong nhà hồi quy tự tánh vậy mới là lá rụng về cội chân chánh cờ lá rụng về cõi này nói đến cực điểm là hồi quy tự tánh từ nay về sau không có gì không phải là tự tánh khởi dụng Không những siêu diệt Tam giới lục đạo Siêu diệt Mười pháp giới Siêu diệt Bồ Tát Tam Hiền Dị Là cảnh giới Địa Thượng Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm mấu chốt là trong khoảng một niệm xem một niệm này của các vị chuyển qua được hay không chuyển qua được chuyển qua được thì mật tông đã nói tức thân thành phật lời này là thật không phải giả đâu Cho nên sự tình này Các vị nói khó Có vẻ cũng không khó Các vị nói không khó Nói vẫn thật khó Rốt cuộc khó ở chỗ nào Khó ở các vị có thể chuyển qua được hay không Mấu chốt nằm ở đây Nếu các vị chuyển được Thì không khó Thành tựu cả đời thiện tài, thành tựu cả đời long nữ. Khó ở chỗ nào? Khó nhất là ở nhìn thấu. Còn buông xuống thì không khó, tại sao chúng ta không buông xuống được vì không nhìn thấu? bây giờ chúng ta phải làm sao giúp chính mình nhìn thấu điều ấy không thể không học kinh giáo kinh giáo giúp chúng ta nhìn thấu kinh giáo phải học tập thế nào mới có tiến bộ học nhất định phải làm được các vị sẽ có tiến bộ Học mà không làm được Các vị sẽ không có tiến bộ Cho nên Giải hành Phải hợp nhất Giải ở trong hành Hành ở trong giải Giải hành bổ sung cho nhau vậy mới có thể thành tựu giải là nhìn thấu hành là buông xuống giải được một phần thì chúng ta buông xuống một phần buông xuống này một phần lại giúp ta giải được một phần giải được hai phần thì các vị buông xuống hai phần giải gia hành nhất định là giúp đỡ lẫn nhau bổ sung cho nhau chúng ta phải dùng công phu này không dùng công phu này không những các vị không buông xuống nói cho lão thật là ngày ngày nghe kinh ngày ngày đọc tụng các vị vẫn không khai ngộ các vị đọc mà không biết nghĩa các vị ngày ngày nghe các vị nghe không hiểu tại sao nghe không hiểu Tâm các vị có đóng bích Ngày ngày nghe cũng không thể hiểu Hay nói cách khác Trong đời sống thường nhật Các vị xử sự đãi người tiếp vật Chắc chắn dẫn theo tập kỳ phiền não của các vị Đời sống của các vị qua mỗi ngày Vẫn là tự tư tự lợi vẫn là tham sân si mạng các vị chắc chắn sống những ngày này ngày này là ngày luân hồi loại tư tưởng này là tư tưởng của luân hồi kiến giải của luân hồi theo tâm luân hồi tu phật pháp phật pháp cũng không thoát ly nổi luân hồi đạo lý là như vậy cho nên nghe nghe hiểu sao thì làm liền ngay là các vị hiểu thật. Nghe hiểu mà không làm được là các vị nghe nhưng chưa hiểu. Cho nên rốt cùng các vị hiểu bao nhiêu phải xem các vị làm bao nhiêu. Các vị không thể làm thì nói lão thật là các vị không hiểu. Pháp môn này là phổ quán thế nghiệp chủ phương thần Ngài đạt được Ngài từ pháp môn này Tu hành chứng quả Cũng lấy pháp môn này giúp đỡ Chúng sanh thiện căn Phước đức tương đồng hôm nay hết thời gian rồi chúng ta dạng đến đây